5 giờ 30 sáng sớm luyện não bắt đầu. Chống sai ngu lý thuyết hóa đề số 05, ngay số 8. Câu 1. Alanin thì có công thức là gì ạ? Các bạn trả lời nhanh hơn thầy nhé. Comment làm sao nhanh hơn thầy. Alanin phân tử khối bằng 89. Vậy công thức của nó là đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Alanin nó phải là alpha amino acid. Các em nhé. Câu 1, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Câu 2, este này thì có tên gọi là gì? Metin acetat, đúng không? Metin acetat, đáp án chính xác là đáp án C. Cái việc mà các em comment ấy, nó sẽ giúp cho ông ta in sâu ở trong não nhiều hơn. Và ta phải luyện, đây là những cái câu mà chúng ta luyện phản xạ. Mà luyện phản xạ thì chúng ta phải comment đáp án. Câu 3, kim loại nào cứng nhất? Carut. A. Nhanh lên các em. Câu 4, trong cùng một điều kiện ion kim loại nào sau đây tính oxy hóa yếu nhất? Mình phải gạch chân những từ chốt các em nhé. Tính oxy hóa yếu nhất thì tính khử của anh kim loại đấy nó phải là mạnh nhất, đúng không ạ? Vậy câu 4, đáp án chính xác của chúng ta chỉ có thể là 4B. Thầy chào Phạm Minh Phương. Câu 5, trong các loại phân bón nguyên chất sau thì loại phân bón có hàm lượng cao nhất là? Trong mọi loại phân bón thì cái anh ure luôn luôn là anh mà có hàm lượng phân bón là cao nhất. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Các em nhá. Câu 6 ạ. Hợp chất nào sau đây là oxit bazơ? Mình phải luyện phản xạ thật nhanh để mình giải những cái câu nào. Đấy là gọi là chống lát não nhá. Câu số 6 ạ. Hợp chất nào sau đây là oxit bazơ? Oxit bazơ. SO2 là oxit acid. MgOH2 lần là hydroxit. MgCl2 bỏ. Thầy cho Khánh Ly nhá. Vậy oxit bazơ là MgO. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Câu 7 ạ. Kim loại nào chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân? Kim loại nào chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân? Các bạn lưu ý nhá. Thì kim loại mà chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân ấy, thằng Cu nó có thể nhiệt luyện, có thể thủy luyện, đúng không? Zn cũng thế, Ag cũng vậy. Vậy chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân thì chỉ có thể là anh Mg. Đấy đây này. Rất nhiều bạn bị lag ở những câu này. Bạn chọn A, bạn chọn B. Được chưa? Ok ạ. Nào vậy, kim loại mà chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân đó là Mg. Điện phân bằng phương pháp điện phân nóng chảy. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu 8 ạ. Methanol, công thức phân tử của methanol. Nào các bạn cùng chọn cho thầy xem nào. Bao nhiêu bạn làm được công thức phân tử của methanol? Methanol là hay gây ngộ độc rượu nhé. Công thức phân tử của methanol chúng ta là CH3OH. Đáp án chính xác chúng ta đáp án B. Câu 9 ạ. Nước đá khô, công thức của khí carbon nick. Nước đá khô CO2. Nước đá khô CO2. Đáp án đúng đáp án C. Câu 10 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai? Câu 10 ạ. Câu 10 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai? Đúng rồi, buổi sáng ngủ dậy mà làm lý thuyết hóa lão nó lác lắm. Nó lác, nó giật. Nên là sai ngu rất nhiều. Và chúng ta làm những cái bài tập này để chúng ta luyện cho chúng ta không bao giờ bị sai ngu nữa. Câu số 10 ạ. Phát biểu nào sau đây sai? Câu 10 ạ. Phát biểu nào sau đây sai? Anilin tác dụng được với cả dung dịch NaOH và cả dung dịch HCl. Anilin tác dụng được với cả NaOH và HCl. Nào. Anilin tác dụng được với cả NaOH và HCl. Anilin là C6H5NH2 nhé. Và C6H5NH2 này thì nó chỉ tác dụng được với HCl thôi, không tác dụng với NaOH. Sai. Amylopectin cấu trúc mạch phân nhánh, đúng. Amin tính bao giờ yếu, đúng. Dipeptide Gliva không phản ứng với CH2 trong 2 lần trong môi trường kiềm để tạo thành hợp chất màu tím, đúng. Vậy sai ở đây câu 10 chúng ta là đáp án A nhé. Thầy Minh Tuyên Dương tất cả các bạn đã chọn đáp án A. Thầy Minh Tuyên Dương, bạn Nguyễn Ngọc Hà, Khánh Ly này, Trịnh Thu Phương, Trần Chí Hữu chia buồn với Chí Hùng đã comment sai. Chia buồn với em. Một lần sai một lần nhớ em nhé. Tuyên Dương bạn Đoàn Trọng Nghĩa, Tuyên Dương Vũ Minh, Vũ Viết Tài, Lê Hương Trầm, Phạm Lê Thanh Hiền, Hà Nguyên, Kệ Đi, Lê Trường Giang, Tiến Kiều, Phạm Minh Phương, Đặng Thiện, Phương Mai Dinh,
Trần Thu Linh bây giờ mới dạy này. Khánh Minh Lê Đoàn. Rồi câu 11 ạ. Thế giờ tất cả bạn ạ. Và các em đã chọn đáp án đúng. Chúng ta vừa xong 10 câu đầu tiên. 11 ạ. Sao hóa tristerin. Công thức của tristerin C17H35 CO 3 lần C3H5. Được chưa? Vậy thì ta sao vào hóa anh này thì mình sẽ thu được C17H35CO nữa. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. 12. Tô lông. Sản phẩm trùng hợp của monomer là sao đấy? Ô lông là sản phẩm trùng hợp của gì ạ? Vinyl cyanua các em nhé. Vinyl cyanua. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án A. Câu 13. Chất nào sau đây có nhiều trong quả nho chín ạ? 13. Chất mà có nhiều trong quả nho chín hay còn được gọi là đường nho đúng không? Chất mà có nhiều trong quả nho chín hay chúng ta biết đến còn được gọi là đường nho. Đường nho là gì ạ? Glucose. Chỉ có thể là nó thôi. 14. Kim loại nào sau đây không bị oxy hóa bằng H4 đảo nguội? Lưu ý cho thầy từ 0. Lưu ý cho thầy từ 0 nha. Không bị oxy hóa bởi H24 đảo nguội. Thế thì khi nào ba cần mua đúng không? Không phải. Phải ăn crust Fe Al CR. Phải ăn crust là những anh bị thụ động hóa hay là không phản ứng với H24 đặc nguội và HNO3 đặc nguội. Vậy trong này ta sẽ có là anh Al nhá. Al sẽ là bị không bị oxy hóa với H4 đặc nguội. 15. Trong số các loại tơ sau, những loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo. Nhân tạo là gì? Nhân tạo là chúng ta loại bỏ những cái thằng tự nhiên đi. Tơ tằm tự nhiên bỏ. Nhân tạo là bán tổng hợp đúng không? Bán tổng hợp mình sẽ có visco và acetate thôi. Được chưa? Nilon 6,6 là tổng hợp, capron tổng hợp, olon tổng hợp. Vậy đáp án đúng của chúng ta là tơ visco và tơ acetate. Thực ra thì mình vẫn nhắc với các em là việc nhớ này rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần nhớ thì nhân tạo hay là bán tổng hợp chỉ có visco và acetate thôi. Là xong đúng không các em? Đấy, cách nhớ ta rất đơn giản. Câu 16. Hợp chất HCOCH3 thuộc loại chất nào? Hợp chất HCOCH3 thuộc loại chất nào? HCOCH3 thì nó là este. Đáp án đúng đáp án C. Úi giời, Quang Minh bây giờ mới dậy. Thầy chào Quang Minh nhá. Hello em. 17 ạ. Muối ăn là gia vị không thể thiếu trong chế biến thực phẩm. Công thức của muối ăn là C. Nó ACL. 18 ạ. Kim loại Fe bị ăn mòn khi tiếp xúc khí X. Thì nói chung là ăn mòn có nghĩa nó phản ứng với nhau đây. Đúng không ạ? Thầy chào Bảo Khánh. Bây giờ Bảo Khánh mới dậy. Chiến đấu đi em. Hẹn gặp lại Bảo Khánh vào chiều nay nhá. Rồi, khí X có thể là gì ạ? Fe bị ăn mòn khi tiếp xúc với khí X. Vậy khí X chỉ có thể là gì? Bị ăn mòn nhá. Khí X xử Fe. Và bạn lưu ý rằng ở đây không nói đến nhiệt độ. Nên khí X có thể xử được Fe ở kể cả điều kiện thường. Nên khí X chỉ có thể là A mà thôi. H2 và CO cũng có thể xử được. Nhưng nó cần ở điều kiện đun nóng các em nhá. Cần điều kiện nhiệt độ ấy. 19 ạ. Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch nào sau đây? Nào. 19 ạ. Kim loại Cu nó phản ứng được với dung dịch nào sau đây ạ? Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình chia sẻ lại buổi học này cũng như là comment trong buổi học này. Cái việc mà các em chia sẻ lại buổi học cũng như là các em comment đáp án nhiệt tình này chính là cái nguồn động lực để thầy Minh sáng nào cũng có thể dậy sớm chiến đấu cùng các em từ giờ đến thị ạ. Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em rất nhiều lần. Nhớ chia sẻ lại ủng hộ thầy nhá. 19 ạ. Cu phản ứng với dung dịch nào sau đây? Thì Cu thì không thể phản ứng với HCl, KNO3, FeNO4 được. Nó chỉ có thể phản ứng được với AgNO3 thôi. Đó chính xác của chúng ta, đó là đáp án A. 20 ạ. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Lâu nay không rảnh chơi Free Fire đúng không ạ? Lâu nay không rảnh chơi Free Fire. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án gì? C. NA. Xong nhá. Câu 21 ạ. 21 rồi các em. 21 các bạn chọn đáp án gì?
21 ạ. Trimethylamine. Nào. Trimethylamine ạ. Úi giời, hôm qua có đứa ngủ quên đến 10 giờ sáng. Chia buồn với Lê Đoàn Trọng Nghĩa nhá. Thế hệ nào đi thi này não lác lắm. Là chuông báo thức đi. Trimethylamine là đáp án A, CS3 3 lần nở. Đúng rồi, câu 22. Mỗi câu tính toán đầu tiên trong cuộc đời của chúng ta. Đúng không? Trong cuộc đời của chúng ta, câu 22 là câu tính toán đầu tiên. Khoe với các bạn là thầy kiếm được máy tính rồi. Các em ạ. Thầy kiếm được máy tính rồi. Thầy bật máy tính lên nhá. Máy tính tính ở trên này luôn. Kiếm được rồi, xịn lắm. Đây, bật máy tính lên xem nào. Mới kiếm được máy tính xong. Từ nay vẫn phải nhờ học sinh bấm máy tính hộ. Không dám bảo là không phải nhờ học sinh. Không phải, ố cái máy tính đâu rồi nhỉ? Không phải nhờ học sinh chúng nó tủi thân xong chúng nó không có tính hộ cái là toang. Khóc luôn. Đây, có máy tính rồi. Xịn luôn. Ô, nhưng mà bây giờ bật máy tính kiểu gì? Để yên các em đợi thầy tẹo nha. Thầy bật máy tính. Các em nhìn máy tính này mình nha. Từ nay thì có thể hướng dẫn các bạn bấm máy tính rồi. Sướng nhá. Đấy. Xịn nhá. Thả tim thầy cái nhờ. Một tim cho sự cố gắng. Đấy. Rồi. Giờ chúng ta chỉ có bấm thôi. Để nhỏ này các bạn nhìn không? Chắc được đúng không? Xịn chưa? Đấy, từ nay bấm máy tính này mới xịn. Được chưa? Rồi. Thôi đã đi ăn xin chỉ xin được thế này thôi các em ạ. Đã đi ăn xin chỉ xin được thế này thôi. Nào bây giờ này, đầu tiên này chúng ta sẽ đi bấm được số mol của AL. Bấm nhầm. 4,05 chia 27 bằng ra số mol AL. Tác dụng hết với O2 dư thu được m gam chất rắn. Vậy thầy tìm được số mol AL23 chia cho 2 ra số mol AL23 nhân với 102 ra khối lượng của AL23. Kết quả chúng ta bằng 7,65 gam đúng không các em? Rồi, câu 22 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. 22 đáp án C, xịn nhá. Xịn chưa? Quá xịn luôn. Đấy, giấu máy tính đi tí. Giờ chiến đấu tiếp. Rồi, hai bạn. Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl? Hai bạn. Kim loại nào sau đây tác dụng đối với dung dịch HCl? Thì cái điều kiện các bạn chú ý cho thầy mình. Cái điều kiện để kim loại mà tác dụng đối với HCl đấy là kim loại phải đứng trước H trong dãy điện hòa. Đáp án đúng đáp án A. 24. Trường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng hóa học? 24. Trường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng hóa học? Cu tác dụng được với Fe3 cộng đúng. Nung nóng NaCl không xảy ra phản ứng. Một viên kẽm và Mg không xảy ra phản ứng. AgH4 loãng không xảy ra phản ứng. Vậy xảy ra phản ứng hóa học chúng ta chỉ có 24 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A thôi các em ạ. Ok chưa? Ôi giời ơi, mấy đứa bây giờ còn gọi nhau này. Các bạn thử tát các bạn của các em vào xem, chúng nó vẫn ngủ vắt lưỡi. 25 nào. Đun nóng 150g dung dịch glucose. Lượng dư AgNO3 trong đợt 3 ta có 1 glu thì thu được 2 bạc. Đúng không? Mình tìm được số mol bạc. Nào bấm máy tính à. Số mol bạc của chúng ta. Thầy hỏi các em là thầy để như này các em có nhìn được thấy cách bấm không? Hay phải to thêm tí nữa? Có cần to thêm tí nữa? Hả các em? Máy tính này vừa nhìn chưa? Số mol bạc 12,96 chia cho số mol bạc là 108 bằng chia 2 ra số mol glu. Đúng không? Nhân 180 ra khối lượng glu. Chia 150 rồi nhân với 100% ra phần trăm.
bằng 7,2%. 25 đáp án D ạ, 7,2%. Rồi, à ok, các bạn nhìn rõ rồi. Ok ok ok. Ngon nhá. Đấy. Để mà có được cái máy tính này thì thầy Minh phải gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới thầy Nguyễn Tiến Đạt. Nhờ thầy Đạt, thầy đã cài giúp thầy Minh. Đấy, thì mới được cái máy tính này. Rồi, câu 26 ạ, số nguyên tử hydro của etinamin C2H5 nó ra nhá. Số nguyên tử hydro của etinamin C2H5NO2 chính nó là C2H7N. CH7N thì có mấy H? Có 7H, đúng không? Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Câu 27 ạ. Trong quá trình làm thí nghiệm có thể dùng hóa chất nào để làm khô khí ammonia? Trong quá trình làm thí nghiệm có thể sử dụng dùng hóa chất nào để làm khô khí ammonia? Thì điều kiện để làm khô một khí là sử dụng một cái chất mà không tác dụng với khí đấy nhá. Vậy này, ta có này. Sao ạ? COS4 là chắc chắn là tác dụng với ammonia, bỏ nhá. P2O5 là oxit axit, chắc chắn tác dụng, bỏ nhá. Na như bạn bảo, Na Na mà tác dụng với nước thì nó sinh H2, được chưa? Nó tác dụng, nó sinh H2 mà H2 thì ngay lập tức là nó bị lẫn vào trong ammonia nên không được. Vậy để làm khô 27 của chúng ta chỉ sử dụng đó là đáp án A mà thôi. Chia buồn với tất cả các bạn đã chọn C. Bởi vì canh C ấy, COS4 khan ấy, thì Cu nó sẽ tạo phức với NH3 nên nó sẽ tác dụng với NH3, nên tuyệt đối không sử dụng COS4 để làm khô khí NH3 được nhá. Chân thành chia buồn với tất cả các bạn và các em đã chọn đáp án C. Một lần sai, một lần nhớ. Sai lần này, nhớ cả đời các em nhá. 28 ạ. Công thức hóa học của phen chua nào? Công thức hóa học của phen chua. Phen chua là gì ạ? K2SO4 ngậm 1 Al2S43 lần ngậm 24 nước, hay nó còn có cách viết tắt KALSO4 2 lần ngậm 12 nước. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Câu 29 ạ. Acid palmitic là acid béo có nhiều trong dầu từ cây cọ nhưng cũng có thể tìm thấy trong thịt, bơ, sữa. Công thức của acid pan là C15H31COH. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Câu 30. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 30. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Xác có thể phản ứng được với dung dịch nước brom. Sai, xác không phản ứng được với nước brom. Amylose và cellulose đều có cấu trúc mạch không phân nhánh. Sai. À đâu, amylose không phân nhánh đúng. Cellulose không phân nhánh đúng. Khi thủy phân hoàn toàn tinh bột, xúc tác hắt cộng nhiệt độ thu được một loại monosaccharide đúng. Tinh bột thì mình thủy phân hoàn toàn mình thu được một thằng là alpha glucose. Độ ngọt của xác cao hơn glu nhưng kém hơn fructose. Đúng, chính xác. Vậy sai anh ta là A. 30 đáp án chính xác của chúng ta đáp án A các em nhé. 31. Số liên kết pi trong phân tử acetylen là 31. Số liên kết pi trong phân tử acetylen CH liên kết 3 CH. Vậy ta sẽ có 1pi, 2pi. 1 liên kết 3 của chúng ta thì đối ứng với lại 2 liên kết pi, đúng không em? Và đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B các em nhé. Pi mà 31, sao là có bạn chọn D thế này? Úi dồi ôi, 31 nhiều bạn chọn D lắm các em ạ. Úi dồi ôi, các bạn chọn D chú ý này. 1 liên kết 3 bằng 2 liên kết pi các em nhé. Không sao cả. Sai một lần nhớ cả đời luôn nhá. Sai một lần nhớ cả đời. Và như vậy thì sau này chúng ta sẽ không bao giờ bị sai nữa. Thầy chào Lương Thùy Trang nhá. Hello em Lương Thùy Trang, học sinh offline của thầy Minh. Tên nghe như ca sĩ luôn. Công thức phân tử của metinamin ạ. CH3NH2. Hai công thức của nó là CH5N. CH5N đáp án chính xác chúng ta là đáp án này. Nào, câu 33 các bạn chọn đáp án gì ạ? Câu 33. 33 các bạn chọn đáp án gì ạ? Glucose trong phân tử glucose có bao nhiêu nhóm OH? Nào. 33. Trong phân tử glucose có bao nhiêu nhóm OH? Bao nhiêu các em? 6 OH à? Hay 5 OH? 5 OH thôi, đúng rồi, chính xác, đáp án đúng chúng ta đáp án D. 34. Polymer nào sau đây thuộc loại chất dẻo?
polyacrylonitrile là tơ, ni lông 6/6 là tơ, polybutadiene là cao su, chất dẻo là polyethylene. 35 ạ. Trong các kim loại có tính khử yếu nhất, các bạn chú ý nhé, tính khử yếu nhất của chúng ta là gì? Anh nào khi nào ba cần mua áo sắp sắp nên sang phố hỏi cửa, vậy yếu nhất chúng ta là C, Cu. 36 ạ. Kim loại nào sau đây thuộc nhóm kim loại kiềm rộ? Bé, mang, cây, súng, bắn, ruồi. Bé, mang, cây, súng, bắn ruồi. Úi giời, Bảo Khánh muốn làm mấy câu khó à? Ok, tốt, good job, tăng tốc vậy. Kiềm rộ là gì? MG. Cẩn thận lát nha, bắt đầu tăng tốc. 37, mưa axit, một trong những chất gây nên hiện tượng mưa axit là C, SO2. Các bạn cùng comment nhanh hơn thầy nhá. 38 nào. Kim loại nhiệt độ nóng chảy cao nhất, kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là các anh kim loại mà nó được sử dụng để làm ở dây tóc bóng đèn, đúng không? Nên cao nhất chúng ta là Wolfram. 39, hòa tan hoàn toàn hợp chất X vào dung dịch H4 loãng, dư thu được dung dịch Y, Y hòa tan được Cu, vậy không thể là FeO được, bởi vì là Fe này không, Fe2 cộng không hòa tan được Cu, đúng chưa? Làm nhạt màu ống dịch K4. Càng đấy. Câu này càng đấy. Đây nhá, hòa tan X vào dịch carbon loãng dư thu được dung dịch Y. Y này hòa tan được Cu, vậy là Y này phải tác dụng được với Cu các em ạ. Y này phải tác dụng được với Cu, vậy 39 chúng ta chọn đáp án gì ạ? 39 chúng ta chọn đáp án gì ạ? Fe3 cộng hòa tan vào Cu. Đúng không? Thì mình thu được cái gì? Fe3 cộng cộng Cu tạo thành Fe2 cộng cộng Cu2 cộng. Đúng. Nhưng Fe3 cộng này không thể làm nhạt màu K4 được, bởi vì Fe3 cộng này có tác dụng với lại K4 đâu. Fe3 cộng cộng với K4 kiểu gì? Đây ạ, làm nhạt màu dung dịch K4 nên X không thể là Fe hoạt bản. Hay chưa? Hay chưa? X không thể là Fe hoạt 3 lần. Tiếp theo, Fe hai lần cũng vậy, Fe2 cộng thì chắc chắn không hòa nhạt làm nhạt được Cu được. Đây là loãng dư nhá. Vậy 39 chọn đáp án gì ạ? Đúng rồi. Thế mình tuyên dương bạn Trần Chí Hữu. Bạn comment đúng. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Chỉ có thể là A mà thôi. Bởi vì nhá, Fe3 cộng thì đớp được với Cu. Đây. Thứ hai là Cl trừ thì tác dụng được với KMnO4 để tạo thành Cl2 cộng MnCl2. Nên nó làm nhạt màu dung dịch KMnO4 nhá. Đáp án đúng của chúng ta, câu 39 là đáp án A. Thế mình tuyên dương bạn Trần Chí Hữu, duy nhất bạn Trần Chí Hữu trả lời đúng câu này. Và chia buồn với tất cả các bạn chọn C, chọn D nhá. Thế mình chia buồn với tất cả các bạn mà các em. Không sao cả, sai một lần nhớ cả đời. Đi thi chúng ta gặp câu này sẽ không bao giờ bị sai nữa, đúng không ạ? Đấy, câu này rất là hay nhá. Thế mình mong muốn là tất cả các bạn và các em phải lưu giữ lại câu này vào trong não nhá. Các bạn lưu giữ lại bằng cách là gì ạ? Bằng cách lại chia sẻ lại buổi học này nhá. Câu 40 ạ. 40 ạ. Hợp chất nào sau đây ạ thuộc hợp chất hữu cơ tạp chức ạ? 40, hợp chất nào sau đây thuộc hợp chất hữu cơ tạp chức ạ? Glycine đúng không? Glycine chúng ta có nhóm COH và nhóm N2 nên nó là hợp chất hữu cơ tạp chức. 41 ạ. Số chất trong dãy tác dụng với triolin. Các bạn lưu ý, triolin là chất béo và lưu ý nó có 3PCC. Được không? Bởi vì nó đi từ axit oleic mà nên chắc chắn là nó có 3PCC rồi. Mỗi một gốc oleic thì có 1 PCC. H2 là 1 đúng không? BR2 là 2 đúng không? NaOH là 3 đúng không? CO2 là lần 0. HCl là 4. Chúng ta tổng cộng có 4 anh. Và câu 41 đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C. Đáp án C nhá. Ông sao các bạn toàn chọn 41B vậy? Đây này, tác dụng H2 nhá. Là phản ứng cộng đúng không? Brom là tác dụng với PCC nhá, NaOH là thủy phân trong môi trường. NaOH là thủy phân trong môi trường kiềm nhá, HCl là thủy phân trong môi trường axit nhá.
41 đáp án số đúng của chúng ta phải là đáp án C. Úi dồi ôi, nhiều bạn chọn B lắm. Chia buồn với tất cả các bạn đã chọn B nhá. Sai một lần nhớ cả đời. 42 nào, một câu tính toán. 42 nào, một câu tính toán. Hóa tác hoàn toàn M gam hỗn hợp gồm BaCO3, CaCO3, MgCO3. Vậy giờ đặt chung nó là gì ạ? MCO3 vào dung dịch chứa HCl dư, thu được muối clorua MCl2. Mặt khác, đun nóng hoàn toàn M gam X đến khối lượng không đổi. Đun nóng đến khối lượng không đổi, thu được MO cộng CO2. Số mol CO2 bằng 0,12. Vậy số mol MCO3 bằng 0,12. Đề bài yêu cầu xác định giá trị của M. Thế thì số mol mà MCO3 là 0,12, vậy MCl cũng là 0,12. Vậy ta có số mol của MCO3 sẽ là M chia cho tổng khối lượng. À, tổng phân tử khối không chơi được. Tổng phân tử khối không chơi được. Vậy bây giờ mình bắt buộc mình phải sử dụng tăng giảm khối lượng nhá. Tăng giảm khối lượng được hoặc bảo toàn khối lượng được. Thôi thì để bảo toàn khối lượng cho bạn dễ nhìn. Cộng CO2 cộng 2O. Anh này 0,12 thì anh này là 0,24. CO2 là 0,12, H2O 0,12. Bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng. Ta có M cộng với khối lượng HCl là 0,24 nhân với 36,5 bằng khối lượng của MCl2 là 1,1M cộng khối lượng của CO2 là 0,12 nhân 44 cộng khối lượng H2O là 0,12 nhân 18. Đúng không? Nào các bạn bấm máy tính giúp thầy Minh xem M bằng bao nhiêu. Nào, nhờ các bạn bấm máy tính giúp thầy Minh xem M bằng bao nhiêu. Các bạn bấm máy tính giúp thầy Minh nhá. M bằng bao nhiêu nhá. Nào thầy Minh bấm thử xem nào. Đây, ta sẽ có M này. Chưa được. M này cộng này 0,24 nhân với 36,5 đúng không? Bằng này, alpha bằng 1,1 nhân với lại M đúng chưa? Cộng với 0,12 nhân với 44 cộng với 0,12 nhân 18 ship slow bằng M bằng 13,2 các em ạ. Đúng không? Các bạn có ra 13,2 như thế không? Ok, thank you tất cả các bạn. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, đừng mắt né, chọn 31,2 nhá. Nhỏ lắm. Đúng không? 42 sao? 43. 43. Kim loại kiềm được dùng làm tế bào quang điện là nào? 43. Kim loại kiềm nào được sử dụng làm tế bào quang điện? Nó chỉ có thể là gì? CC. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D các em nhá. 44 á, phát biểu nào sau đây là không đúng? Bạn lưu ý từ nhá. Từ đây là từ không đúng. Ni lông 6,6, tơ nitron, polymethyl mesh agate đều thuộc loại polyamid là sai. Polyamid phải có NH CO cơ. Nitron không có nó. Viscoacetate đều thuộc loại tơ nhân tạo, nhân tạo là bán tổng hợp, đúng. Polymer đều phân tử khối lớn mà không có nhiệt độ nóng chảy xác định, đúng. Polyethylene, polyvinyl chlorua đều được điều chế bằng phản ứng trùng hợp, đúng. Vậy không đúng là A. 45. 45. Trong phân tử ethyl format, số nguyên tử H là ethyl format HCOOCH5. HCOOCH5. Vậy số nguyên tử H nó là 5 cộng 1 là 6. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B các em nhé. 5 cộng 1 là 6. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Câu 46 á, 46 các bạn chọn đáp án gì ạ? 46 này. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây tan trong nước tạo thành dung dịch kiềm? Thì nó chỉ có thể là Ba thôi đúng không? Chỉ Ba thôi. Ba tan trong nước tạo thành Ba mấy lần? 47 ạ. Kim loại nào trong công nghiệp được điều chế bằng pháp điện phân nóng chảy? Thì nó là những anh kim loại mà đứng trước nhôm đúng không? Nên nó chỉ có thể là K. K đứng trước nhôm nên được điều chế bằng pháp điện phân nóng chảy. Câu 48, hóa chất nào dẫn được điện? 48 ạ. Hóa chất nào dẫn được điện? Thì nó là cái anh mà có khả năng điện ly. Anh nào điện ly được thì anh ấy dẫn điện. Vậy nó chỉ có thể là giấm ăn. Giấm ăn chất điện ly yếu. Mặc dù là điện ly yếu nhưng nó vẫn dẫn được điện kèm nhá. 49 ạ. Chất nào sau đây không phải, tính chất nào sau đây không phải của sắt?
Tác dụng với CON4 đúng để đẩy đá đồng. Tác dụng HCL đúng để lên sắt dương 2. Tác dụng H4 loãng nguội đúng. Tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là không. Sắt không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường, mà sắt nó chỉ tác dụng với nước ở nhiệt độ cao thôi các em nhé. Nhớ lưu ý. Quặng hemantit, úi dồi ôi, quặng hemantit này nhá, bạn nào không biết thì sử dụng tuyệt chiêu của thầy Minh, H2 chân nên nó là Fe2. Ô bà. Câu 51 là một câu rất dễ xài và rất nhiều bạn bị sai ở câu 51 này. Nếu các bạn chưa từng học thầy Minh. 0,25 mol lysine. Số mol lysine là 0,25. Vào dung dịch NaOH là 2 x 0,175 là bằng 0, NaOH. Số mol 2 x 0,175. Thầy nhầm được đấy, nhưng thôi. Cứ chơi máy tính đi cho lành. 2 x 0,175 bằng đây ạ, 0,35 các em nhá. 0,35. Vậy này, 0,35 đớp nhau với HCL. Các bạn lưu ý ạ, đớp nhau với HCL thì khi và chỉ khi là NaOH đớp nhau với HCL theo tỷ lệ mol 1:1, 0,35 này. Nhưng lysine có 2 nhóm NaOH nên nó sẽ đớp 2 nhân với 0,25 bằng ạ, 0,35 cộng 2 nhân 0,25, 0,35, 0,35 cộng 2 nhân 0,25 bằng ạ, 0,85 mol, đúng không? 0,85 mol. Vậy câu 51 đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D các bạn. Rồi, chính xác. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Các em nhá. Câu 52. Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng của este? 52 nào. Ứng dụng nào sau đây không phải là của este? Ứng dụng nào sau đây không phải là của este? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay ạ. Cái việc mà các em chia sẻ lại buổi học này cũng như là comment đáp án nhiệt tình đấy chính là một nguồn động lực để thầy mình có thể sáng nào cũng dậy sớm chiến đấu cùng các em. Ứng dụng nào sau đây không phải của este? Dung môi tách chiết chất hữu cơ có nhá. Dung môi pha sơn có nhá, mùi thơm, công nghiệp, thực phẩm, mỹ phẩm có nhá. Tráng glu đột phích là không phải. Được chưa? Đáp án đúng chúng ta đáp án gì? 53. Úi giời ơi, 53 nào. Chúng ta đang đi đến những câu cuối cùng của ngày hôm nay. 53. Số phát biểu đúng là trong mật ong chỉ chứa một monosaccharide. Đúng không? Trong mật ong chỉ chứa một monosaccharide. Mật ong chỉ chứa một monosaccharide. Sai. Mật ong chứa 40% fructose, 30% glu. Mì chính bột ngọt là muối đi natri là sai, và muối mono natri. Trong cơ thể chất béo bị oxy hóa chậm thành CO2, H2O và năng lượng cung cấp cho cơ thể. Đúng. Trứng muối thường dùng làm bánh là sản phẩm có hình trình đông tụ protein của trứng. Đúng. Vải lụa tơ tằm sẽ nhanh hỏng nếu ngâm giặt trong xà phòng có tính kiềm. Đúng. Vậy ta có 3 phát biểu đúng các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. 3 phát biểu đúng C. 54. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là cẩn thận không lát này. Cẩn thận không lát nhé. Làm những câu này mà mắt mà lé là thôi khóc. Ôm hận luôn đấy. 54 này. Các kim loại Ca, Cu và Al chỉ điều chế được bằng phát điện phân nóng chảy. Cu thì còn có thể là điện phân dung dịch nhỉ? Này sai thằng Cu này. Các kim loại Mg, Na, Fe đều khử được 3 cộng trong dịch thành Ag. Na không nhá. Na cho vào bên trong dung dịch nó tác dụng với nước trước. Zn vào Fe 3 cộng dư không thu được Fe. Đúng. Bởi vì là sắt 3 cộng dư thì sắt của chúng ta nó chỉ lên sắt dương 2 mà thôi. Đúng không ạ? Sắt 3 cộng nó dư mà. Thì nó chỉ lên sắt dương 2 mà thôi. Đúng không ạ? Đấy, các bạn phải cẩn thận nhá. Từ nào dư cũng rất rất quan trọng. Rất rất dễ bị sai ngủ. Cho kim loại Na, Mg, Ba đều tác dụng với nước nóng giải phóng khí hydro. Mg mà tác dụng với nước nóng thì tạo thành MgO và cũng thu được hydro, đúng không? Na thì nóng hay lạnh thì đều ok. Ba
BA thì sao? BA thì ngon đúng không? BA thì ngon cũng được. Đúng không? Vậy D chúng ta đúng. Hiện tại ta đang có C và D đúng rồi. E đun nóng dung dịch bão hòa thì sẽ thu được N2, chính xác. N3, PO4 có thể làm mềm mọi lớp nước cứng, đúng, do kết tủa của PO4 3 trừ có thể tạo được với cả Mg2 cộng và Ca2 cộng. Vậy đáp án chính xác của thầy trò chúng ta là chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A nhá. 54, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Chia buồn với tất cả các bạn, chọn 54, đáp án C. Chia buồn với các em, một lần sai là một lần nhớ, sai một lần nhớ cả đời, đúng không? Các bạn bị sai câu nào nhỉ? Bạn bị sai câu nào? Các bạn bị sai câu nào? Nhỏ nhỉ? Quá nhỏ. Câu 55, câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay ạ. Thôi, những bạn mà đã bị sai nhiều thì bây giờ mình làm câu này phát chốt đi, để mình không bị sai ngu nữa đi. Chứ sai ngu mãi, bị thầy Minh Hành mãi, nhỏ lắm, đúng không? Khổ lắm. Câu 55 ạ. Câu 55 ạ. Hòa tan thu được 2 muối, phải yêu cầu đây là số mol bằng nhau nhá. Cẩn thận, tỉnh nhá. PaO5 vào 3 mol áo hát PaO5 thì mình ra được là H3PO4. Số mol là 2A. OH trừ chiêng này bằng 1,5. Vậy chắc chắn thu được 2 muối. Na2HPO4 và NaH2PO4. Đúng chưa? Vậy đúng là thu được 2 muối. Và 1,5 thì 2 muối số mol bằng nhau là đúng. Đúng này. Từ từ amon HCl vào amon Na2HPO4 mình sẽ thu được chắc chắn là NaCl rồi. Đúng chưa? Và NaH2PO4 và số mol nó cũng bằng nhau đấy. A đấy. Cũng bằng nhau đấy. 2 đúng. 3 này, amon CO2 vào amon NaOH thì thu được NaHCO3. Sai. Sai lẻ. Amon NaOH vào amon K2HPO4. Vậy mình sẽ thu được K3PO4. K3PO4 là thằng 4 này không được. Được chưa? À đâu, K3PO4 này. Cả Na3PO4 nữa chứ. K3PO4, Na3PO4. Nhưng số mol K chúng ta là 2A này chia 3 là 2A/3. Na3 chúng ta sẽ là A/3. Số mol không bằng nhau. Hay chưa? 5 của chúng ta thì K2CR2O7 vào HCl đặc dư, ta sẽ thu được KCl cộng với lại CrCl3 nhá. Thằng này đặc dư đúng nóng. Số mol K2CR2O7 ở đây ban đầu giả sử nó là 1 mol đi, thì KCl nó sẽ là 2 mol, CrCl3 cũng là 2 mol. Vậy là số mol nó bằng nhau, đúng không? Vậy 5 đúng. 5 đúng. 6 này, sục clo dư vào NaCl dư thì mình sẽ thu được NaCl và NaClO. Số mol là AA, chuẩn luôn, đúng tiếp. Vậy tổng cộng chúng ta có 4, 1, 2, 3, 4, 4 phản ứng có số mol bằng nhau. Và đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Được chưa? Đáp án D nhá. 55, đáp án D ạ. Thầy mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 55, đáp án D. Kinh không ạ? Hay không ạ? 55 cũng là câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Thầy mình rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như là comment trong cái buổi học sáng nay. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn và các em rất